Nhưng lưu ý khi chọn serum cho da dầu, vừa kiểm soát dầu thừa vừa không gây nhân mụn. Để hiểu rõ đặc điểm của làn da thì mỗi làn da đều có những cái đặc điểm và vấn đề khác nhau. Ví dụ như có những cái da mà dầu đơn thuần này, nhưng cũng có những cái người là có nền da dầu và lỗ chân lông rất là to, hoặc là da dầu bị mụn. Ngoài ra là kèm theo là nhạy cảm, bạn phải xác định được là cái vấn đề da bạn đang gặp phải thì mới lựa chọn được cái serum phù hợp. Ví dụ như là da dầu này, lỗ chân lông to thì nên lựa chọn niacinamide. Còn nếu mà da dầu mụn có thể là chọn serum kết hợp với lại BHA hoặc là niacinamide. Còn với những da dầu mà nhạy cảm thì chúng ta nên tránh những cái thành phần có chứa hương liệu này, cồn này. Hai, đó là chúng ta chọn serum thì cần lưu ý những cái thành phần trong đó. Thành phần trong serum thì quyết định rất lớn đến cái hiệu quả của nó. Khi mà chúng ta chọn serum cho da dầu thì bạn cần lưu ý những cái thành phần như là niacinamide thì hay còn gọi là vitamin B, giúp kiểm soát dầu này, giảm cái lượng bóng nhờn và se khít lỗ chân lông, làm da của chúng ta sáng hơn. Tiếp theo đó là BHA thì nó sẽ giúp loại bỏ lớp sừng này, làm thông thoáng lỗ chân lông, giải quyết được cái tình trạng mà tắc nghẽn do dầu thừa gây nên, hỗ trợ kiểm soát mụn. Azelaic acid thì có cái khả năng là kháng khuẩn kháng viêm, giúp điều chỉnh cái lượng dầu trên da, ngăn ngừa mụn hiệu quả. Retinol thì dẫn xuất của vitamin A với những cái công dụng tuyệt vời, đặc biệt là giảm mụn này, giảm dầu và ngăn ngừa cái tình trạng da của chúng ta bị lão hóa. Cùng với đó thì da dầu cần chọn thêm với các thành phần có khả năng là dưỡng ẩm nhẹ này, để cân bằng cái lượng dầu và lượng nước, như là HA, ceramide, B5. Ba, đó là chúng ta chọn serum có kết cấu phù hợp với làn da dầu. Da dầu thì cần những cái sản phẩm thấm nhanh này, thoáng nhẹ và không gây bít tắc trên da. Nên chúng ta sẽ ưu tiên những loại serum này có kết cấu mỏng này, không chứa dầu. Nên cân nhắc cái dạng nước và dạng gel để phù hợp với da dầu.